Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review lại cái cảnh mình làm cỏ chỗ mình, chỗ núi khỉ V3 các bạn. Cho các bạn xem nha. Đây là cái nơi mà người ta thuê mình trông coi đất cho người ta. Mùa mưa này cỏ nó lên nhiều quá, cho nên là mình làm cỏ cho nó sạch để đỡ đi muỗi mòng á các bạn. Với lại mình làm cỏ sạch như vậy nó không có tùm á những cái loài bò sát giống như là rắn rết rồi bọ cạp rồi đó, nó cũng đỡ phải làm tổ, rồi mình đi tới đi lui nó cũng không có chạm mặt với lại mấy cái con vật đó. Cho nên là hôm nay mình làm cỏ ở đây, mình review lại cho các bạn xem ha, cho nó vui vui mắt. Đây là cảnh sinh hoạt cũng là bình thường ở trên khu vực núi khỉ chỗ mà mình ở á. Thank you.
đây hai con khỉ. Khu vực này là khu vực núi khỉ mà, đi tới đâu cũng gặp khỉ á, và ở đâu cũng có khỉ hết, nhưng mà chỉ có khu vực này thôi. Nó cũng tản ra một khu vực rộng các bạn. Rồi giờ tới phiên làm cỏ trên hai cái thùng nước này. Quá trời mưa cỏ này, nhất là mấy dây leo này nó phát triển mạnh lắm các bạn. Nó leo đầy nhóc cái thùng nước luôn. Thì mình lấy cái lưỡi hái mình xử lý nó thôi các bạn ha. Làm phụ cỏ chồng tôi xong rồi gặm cỏ. Ê Đen, có làm cỏ phụ chồng tôi không? Sát rồi. Chồng mình cực quá, mình phải quay chồng mình nè. Để gốc qua mình để đốt mình. Đi xuống kia lùa nó xuống dưới đó luôn. Mình té đó. Mưa cỏ quá à trời.
đứt cái bụi ra. Quay cái bụi này nè. Rau dình Nhật. Rau dình Nhật nha các bạn. Quay đen nè. Quay chậm chậm qua bên đen. Em dặn cho nó lỏng ra, dặn lỏng hai bên á. Lỏng cho dặn ra. À ngồi như nè. Quay nó được không? Được chưa? Đây có con cua. Cua nhiễm nè. Móc qua hết đi. Bộ gan cua luôn. Con cua chỗ đó bự không á? À bữa nào hái gan cua á, mới moi ra được, còn không giờ hái là nó. Để vậy đi. Rồi, nghỉ mệt đi. Thấy không? Thấy hết không? Thấy. Rồi video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Rồi nãy giờ làm cỏ mệt quá. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha.